Chị đi, chị tên gì và bao nhiêu tuổi, đến từ đâu? Chị ở trên Đồng Nai, chị tên là Nguyễn Ngọc Lệ, sinh 1969. Nguyễn Ngọc Lệ ở Đồng Nai. Đúng rồi. Đây là chị ở tới Đồng Nai, còn xuống đây tham gia chương trình của Tiến thì cô chú anh chị em hiểu cái vấn đề nó như thế nào. Thì em cũng sẵn đây nói rõ cho chị luôn. Thì chị lên chương trình của em thì chị cứ nói thật lòng. Chị lên chương trình của em thấy chương trình của em như thế nào? Dạ, vui thích. Cái vấn đề thứ nhất, cái vấn đề thứ hai, tụi em có phải và bắt buộc chị phải đóng phí khoảng bao nhiêu tiền có không chị? Không có. Thì đây là chị đang ghi hình để mà kết nối thương, thì sẵn đây Tiến sẽ hỏi vấn đề đó cho cô chú anh em hiểu hơn. Chị kể về, chị giới thiệu tên tuổi rồi hết chưa? Tên tuổi đó chị là Nguyễn Ngọc Lệ, sinh 1969, là 55 tuổi. Chị Nguyễn Ngọc Lệ là 55 tuổi. Chị kể về một chút xíu về cái hôn nhân của chị đi. Hôn nhân của chị là chồng chị mất nay gần 4 năm rồi. Mất 4 năm. Chị có gia đình mà có hai đứa con trai. Cũng có vợ ở riêng hết rồi. Rồi hiện giờ chị làm công việc gì? Hiện giờ chị mua bán trái cây. Mua bán trái cây. Công việc của chị ổn không chị? Ổn. Chị kể chút xíu về cái mặt ưu điểm và khuyết điểm của chị đi. Chị thấy chị không có khuyết điểm gì. Không có chị. Chị có điểm chị chỉ hơi buồn thôi, vậy thôi. Hơi buồn. Hơi suy nghĩ mà buồn. Chị có tánh nóng không? Con cũng có nóng. Nó đó là cái khuyết điểm của mình đó chứ sao không nóng có. Mà ví dụ ai mà làm gì mình bực mình nó nóng, còn bình thường là vui lắm. Tính mình vui tính mà. Rồi, vậy là chị có một chút tánh nóng. Trong cái khoảng thời gian chị với ông xã chị thì sau này chị có kiếm một cái anh nào nữa không? Không, em chưa kiếm được, mới lên đây thêm. Chưa kiếm được, không có ý nói là hồi đó bây giờ luôn hả? Đúng rồi. Chị với ông xã chị chia tay hả? Không, bà ông mất, mất gần 4 năm rồi. Mất mới gần 4 năm nay. Cũng chưa có tìm hiểu anh nào hết. Đúng rồi, chưa tìm hiểu. Rồi chị thấy cái chương trình của em xem được bao lâu rồi? Xem đây cũng cả 2-3 tháng rồi. 2-3 tháng. Mà ngày không có dám lên đây. Như chị xem cái chương trình của em mà chị biết tên kênh của em không? Biết chứ. Biết tên kênh nó tới đây. Vì chị mà có người nãy là thôi chuyển tiền gì mà không biết cái ai hết trơn. Rồi, nếu mà mình xem kênh thì mình muốn lên kênh đó mình phải biết kênh đó là tên gì. Đúng rồi. Đúng không chị? Biết là mới lên được tới đây chứ. Đúng rồi, đó. Chị có chọn được ai chưa? Thì chị coi clip thì cũng thấy anh Tư gì thích cái tính cảnh hiền hậu á. Anh Tư hả? Dạ. Chị nói lớn nhẹ chút xíu nữa nha. Chị thích là cái anh Tư đó, là chị cũng coi lên cái chương trình của em á, thích cái tính anh hiền hậu. Dạ. Tính hiền hậu. Dạ. Chị dễ thương vậy đó. Dạ. Theo như chị em hỏi chị ha, là bây giờ bỏ anh Tư một bên đi. Chị muốn quen một làm bạn ai anh nào đó thì chị thích nhất là cái điều gì của một người đàn ông đó? Mình thích cái người đó thì hiền hậu, nói chuyện dễ thương, biết là vợ biết con rồi. Hiền hậu dễ thương, chị biết cần gì đó thôi, vui vẻ được. Chị có không thích đàn ông nhậu không? Không, vẫn thích nhậu chứ. Nhận không phải nhậu. Nhậu nhạc bình thường, không có gì hết á, chị không cấm cái đó đâu. Nhậu nhạc bình thường. Đúng rồi. Hồi trước đó ông xã chị có nhậu không? Có, ông xã nhậu nhiều lắm. Nhậu nhiều lắm hả? Nhậu dữ tợn luôn. Nhậu dữ tợn luôn mà chị cũng là bình thường. Cũng bình thường đó. Nhậu thì nhậu thôi, nhưng mà chỉ có thích cái nhậu vậy, đừng có kiếm chuyện gì là được rồi. Nhậu bao nhiêu cũng được. Hồi xưa cho em hỏi chút xíu ha. Ví dụ hồi xưa chồng chị nhậu, mà nhậu ngày nào cũng nhậu hay là... Đúng rồi, ngày nào cũng nhậu. Anh không làm gì hết? Không có làm gì hết. Mà vậy chị cũng chịu luôn? Thì đúng rồi, ở với ông 30 mấy năm, mà ông mất nay là gần 4 năm, là ở với ông là 35 năm á. Rồi ông, rồi ảnh nhậu gì rồi ảnh không đi làm có thu nhập cho chị không sao? Không làm gì hết, chị làm chị nuôi hết rồi. Tại chị nuôi hết, mà chị cũng không nói tiếng nào luôn? Thì nói thì nói, mà nói không được thì thôi, giờ sao giờ? Thì chị cũng chịu luôn? Đúng rồi. Rồi. Chị sao vậy? Có anh nhậu vô anh có la gầy gì chị không? Không, không có la gầy. Nhậu là ngủ. Nhậu là ngủ thôi. Cũng được có đi. Có cái nhậu nhiều lắm. Có nhậu nhiều mà có một cái là nhậu rồi như sáng nhậu đi rồi từ ngày đó cũng như thuốc quẩn rồi. Đúng rồi. Không có làm gì hết.
nhậu từ sáng tới ngày mai luôn. Trời ơi, ngày mai luôn rồi, khi nhà tới chiều mai chưa về. Trời ơi. Nhậu tới bến mà chị cũng có nói ha. Không. Nhưng còn mà xưa nói chung là cũng có nói, nhưng mà mình thấy mình nói riết là cũng vậy à, thôi không nói, nó nói sợ người ta cười đâu, không có nói. Trời ơi. Thì cái kể đi, giờ là, sao vậy? Vậy là em nghĩ là chị là một người phụ nữ là chịu đựng. Đúng giỏi rồi. Mình ráng chịu đựng chứ sao. Chị có cảm giác gì buồn không? Buồn, có buồn. Chị có hối hận không? Giờ hối hận thì sợ những người sau này nhậu giống vậy thôi, chứ còn nhậu bình thường là chị cho nhậu thoải mái. Sợ là nhậu nhiều quá đó, sợ mà sức khỏe mình không có thôi, chứ còn nhậu được bao nhiêu cứ nhậu, mình cũng không cấm cản gì hết. Nhưng có điều là giờ mình cứ thích người nào mà biết yêu thương vợ, biết chiều chuộng vợ, nhiều đó là đủ rồi. Chị có một ông chồng nhậu vậy mà chị cũng dẫn giờ kiếm ông sao dẫn cho nhậu. Nhưng mà nói chung bây giờ, nói chung là những người, những anh bây giờ nói chung là cũng không nhậu mấy. Bây giờ đa số người ta cũng không có nhậu mấy. Bây giờ lớn tuổi ít có người nào nhậu nhiều lắm. À đúng rồi. Xưa hồi nhỏ thì chồng chị hồi nhỏ là cũng như là nhậu mạnh lắm. Cứ nhậu cứ mà 2-3 ngày không xỉn luôn á. Không xỉn là gì luôn á. 2-3 ngày không xỉn luôn. Đúng rồi, không có xỉn luôn nữa. Không mặc xanh lè thôi đấy, không xỉn. Chồng chị bự người không? Bự con lắm. To ừ. cao ha, bởi vì anh mới có sức khỏe đó. Đúng rồi, nhậu nhiều quá nên ổng mới mất sớm. Đúng rồi, nói chung ra là cái nhậu này á, em nói chị nghe, cái nhậu này thật sự ra mà nói là cũng không ai la. Đúng rồi. Mà có một cái là mình nhậu phải biết cái điểm dừng. Đúng rồi. Dạ, với phần mình nhậu với tí lâu lâu mình nhậu một lần, còn phải kiếm tiền về lo vợ lo con thì thật sự nói không ai la đâu. Còn mà nhậu như chồng của chị là thua rồi. Cái đó là thua. Nói chung là đầu tiên không phải là không nói, cũng có nói nữa, nhưng mà nói kiểu mình nói nhiều rồi cũng vậy à. Mà sau chị thôi mình cũng không nói luôn. Mà chị cũng coi như là chị bỏ liều luôn. Đúng rồi, mình không nói không được thôi, khỏi nói. Hồi đó hai anh chị quen với nhau hả? Hồi đó quen nhau hồi nhỏ mà cưới nhau là lúc 20 tuổi. 20 tuổi. Chị được mấy người con? Chị hai người con trai, có vợ đi hết rồi. Hai người con trai. Rồi hiện giờ chị sống một mình hả? Đúng rồi, sống một mình. Rồi mình có nhà không, là nhà thuê chị? Có nhà chứ, chị có nhà riêng mà. Có nhà riêng ha. Trong gần 4 năm qua mà chị không có cái mảnh tình dắt dai nữa nha. Không có, thấy ông không có thấy người nào được hết trơn. Thì em cũng nói với chị như thế này, cái chương trình của em làm đây á, thì em làm đâu đó rõ ràng. Thứ nhất, nam hay nữ gì cũng vậy. Lên chương trình em phải thiệt tình thì em mới ghép đôi được. Chị nói dốc, ví dụ em nói ví dụ nha. Chị nói dốc bữa nay thì sau khi em đăng clip lên trong vòng 3 ngày sau hay là hoặc 4 ngày sau em là biết chị thiệt hay chị giả đó. Nên Tiến cũng khuyên rằng tất cả cô chú anh em muốn có một cái người bạn đời mà để đến với mình, để chung sống với mình trong khoảng đời còn lại thì hãy nên thật tình. Đúng rồi, phải nói thật lòng chứ. Rồi. Không thật lòng rồi sao dám lên đây được. Dạ, thật. Không chị, có nhiều người lên đây mà cũng nói dốc chị. Không có đâu chị. Thì những cô chú anh chị em đó thì Tiến thật sự nói Tiến sẽ không ghép đôi lại được. Dạ, không gấp đôi. Dạ. Tiến không có Tiến biết là Tiến ngăn chặn lại từ đầu, Tiến không cho đến với nhau. Dạ. Nói chung là mình phải nói thật lòng rồi mình mới, thí dụ ta sao người ta tìm hiểu mình là ta biết. Dạ. Rồi giờ mình nói không đúng là sao dám nhìn mặt người ta. Đúng rồi. Cái gì cũng vậy. Dạ. Nói cho đúng. Thí dụ đi chị, đây nè, em có một cái trường hợp thì sắp sửa cũng diễn ra cái buổi tiệc nho nhỏ là hai người đã đến với nhau. Nhưng bây giờ Tiến chưa có thông tin là thật sự chị đó rất là giàu, nhưng mà chị lên đây chị nói là một người bình thường đó, tới chừng anh này anh me lại là thật sự ra là bây giờ ảnh là chỉ cưng như cục vàng vậy đó, là không cho ảnh làm cho á, chỉ yêu thương ảnh là yêu thương chị là được rồi, mà chị cũng rất là dễ thương đó. Thật sự nói là cái đó là khiêm tốn, mà sau khi thí dụ đi, em nói thí dụ cái này em nói thì nói chung ra thì cũng có thể đụng chạm nhiều người. Nhưng mà thật sự ra mà nói á, trong cuộc sống này á, thì em thấy bây giờ cái đồng tiền là trên hết đó. Nhưng mà để nói về cái tình yêu á, mà chân thành không phải như ngày xưa nữa đó. Thì mà nói đi cũng phải nói lại, có tiền sống là được, nhưng mà mình phải có hai mặt. Mình phải yêu thương người đó thật lòng đó. Thí dụ sau này anh đó có, anh có tiền chị thương đi, rồi khi đưa anh trong cái cuộc đời mà chị đâu có biết cái biến cố xảy ra như thế nào. Em thấy hai vợ chồng giàu có thương yêu nhau, khi mà anh này đã hết tài sản thì người này lại quanh mặt bỏ đi đó, thì thấy cũng rất là tội cho canh đó.
không có tiền thì sống không được, đúng không chị? Cũng phải có tiền mà cũng phải có cái tình thương chân thật trong đó thì nó mới bền vững và lâu dài mới được đó. Chứ trên đời nói ai mà không ham tiền, bản thân em cũng ham với ai, mà có cái là em ham với mức độ của em, đồng tiền nó tự em kiếm đó. Thì em thấy em xài nó được vui hơn, được thoải mái hơn đó. Còn đồng tiền mình xài của người ta thì mình bắt xè tay mình xin thì cảm thấy nó cũng hơi nó ngại ngại chút, ví dụ vậy đó. Mà nói chung ra mình có tấm lòng, mình yêu thương người ta thì người ta có tiền người ta phải dùng cái tình thương người ta đáp lại như vậy thôi, chứ không có gì hết. Thì em cũng cảm ơn chị rất là nhiều đã hôm nay đến đây để tham gia chương trình. Thì bây giờ chị nói đi, nói rõ hơn ý muốn của chị như thế nào để cho cái anh mà nào mà xem chương trình của Tiến nè, để mà nghe được và hiểu được chị cần gì, chị muốn gì để mà đến với chị. Chị cũng nói với em vậy nè, chị lên chương trình này chị muốn có cái anh nào mà thương yêu chị thật lòng thì đến với chị. Ví dụ mà anh nó có nhà thì cũng tốt, nếu mà không có nhà thì nhà chị cũng có nhà thì về nhà chị ở, ví dụ vậy đó thì nó bình thường. Coi như là anh đó không có nhà thì cũng được thôi, chị cũng thương luôn, về nhà chị ở. Thì nói chung là cái điều kiện của chị đưa ra thật sự mà nói là em thấy nó không có khó, mà chắc có nhiều anh xin số chị đây. Thích có duyên có nợ nha, thì anh đó không có nhà mà về ở với chị cũng được, không sao đây, mà anh có nhà thì ví dụ anh nào mà có nhà thì cũng tốt thôi, nói thẳng là vậy, mình không phải là đi chê gì, có thì tốt mà không có thì cũng thì được. Đúng rồi, trong cuộc sống mà nếu mà mình kiếm được tấm chồng giàu thì để mà yêu thương lo lắng mình, cái đó là điều tốt mà thôi, chứ không có. Còn nếu mà mình không có duyên với anh đó, hay là mình có duyên với một anh nghèo nào đó, mà quan trọng anh đó phải yêu thương chị. Với thí dụ đi, bây giờ anh đó là anh không có nhà, chị thì có nhà, để cho cô chú anh em vào trong xong thì Tiến sẽ trình bày những cái sự việc vừa qua về anh Sơn thật hay giả thì không.